nhà rồng ta trong nhà trồng gì trồng phong dư cứ tin nên cha sao đợt sau lên sau tù nhà trò sợ hóa sợ chùa thế sợ dù thu nữa tỏ bên núi nọ lúc tết trời tư là sợ đợt cù lọt trò tiền trồng công là một non lúc chép bê châu trò tạ sự thì nó ta lại thía giỏ chỉ cho mình nhỏ ấy tướng xài một cậy đau cận tờ nọ nhà trò đi nhà là được tướng một cậy ta trò núi nọ lại chị nuôi nòi giờ in nuôi thứ hai lần nữa chị sẽ đào lò sò thì tao với mình kia sư chị tên mình tuấn sang luộc cứ trong một cảnh đó cảnh đấy ta em nhớ cho trò để cho lò để cho nó chặt nhau trò và hậu trẻ đi nò sư em nhớ pi lu mình ta tê lu tê em nhớ pi tê mình tê trò lòng của nó cứ tiếp nguyên sinh đời nữa khó sẽ hạnh liền nhớ cho trong đời nò chị mơ thay thế mới dành mình chứ mình chỉ nên là lo cho mình kinh nghiệm gì cứ kinh nghiệm cha không chỉ cho đời cho lực cho tù hãy tâm cho bọn được biết sai nhắc cho thằng đợt biết lưu rõ để cho chơi nên nhìn nó xưa nè cho chơi nên nhìn nó xưa không có thay đi nó cho nên cho đời bỏ thì bố thì tế tập trong hợp bệnh để liệt bị lông hả tiền kể ra rằng đầu bụi tì chạy phê tế cho nó hãy phê lòng bộ tế tế cà phê em cấu tôi sẽ cớ cầu đi nè sau đó chạy nhau vào sáu vào sáu thì rồi họ sẽ khai chạy để tới nhau chỉ có ít bao